Hoan hỉ chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy gia cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp quý vị biết được công danh, sự nghiệp, gia đạo và sức khỏe của bản mệnh trong năm 2023 Quý Mão, từ đó biết cách mà phát huy điều tốt, hạn chế điều xấu. Hơn nữa, bạn có thể xem tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trên kênh Phong thủy gia cát tại nhà hoặc bất cứ nơi đâu bạn muốn. Thay vì phải đi gặp các thầy tử vi như trước đây, thì xem tử vi online bạn vẫn sẽ biết được mình cần phải làm gì để phát triển công danh, sự nghiệp, tình cảm hay là sức khỏe. Thưa quý vị, thời vận của con người luôn thay đổi theo từng năm, mỗi năm thì điều đó những khó khăn hay là thuận lợi khác nhau. Vậy nên, việc xem tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 sẽ giúp quý vị nắm bắt được thiên cơ, từ đó sẽ có những bước đi chính xác cho cuộc sống của mình. Sau đây là phần luận giải tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong năm 2023 Quý Mão. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thường ngoài sân. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy gia cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy gia cát được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Tân Sửu sinh năm 1961 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 nữ mạng trong năm 2023. Tình trạng sức khỏe của con giáp này khá ổn định, song cần hạn chế đi xa quá nhiều. Khi ra khỏi nhà, cần chú ý an toàn giao thông, tránh tình trạng tổn thương, chảy máu. Xét về phương diện tình cảm, hôn nhân của Tân Sửu sẽ gặp phải nhiều chuyện không như ý muốn. Rất có thể sẽ có kẻ thứ ba chen chân vào giữa chuyện tình cảm của hai người. Nếu không có cách cư xử thỏa đáng thì rất có thể rơi vào tình trạng chia ly, tan vỡ. Để tránh đi đến bước đường đó, vợ chồng cần thường xuyên trò chuyện, trao đổi, tâm sự với nhau, có thể tổ chức dịp kỷ niệm để hâm nóng tình cảm cho đôi bên. Khi có mâu thuẫn xảy ra thì không nên to tiếng mà cần phải giữ thái độ bình tĩnh để trao đổi với nhau. Dù ở tuổi này, hầu hết bản mệnh đều không phải gánh vác cuộc sống của con cái, nhưng vẫn nên có ý thức tiết kiệm cho tuổi già. Đồng thời, bạn cũng nên thận trọng trong việc đầu tư, nhất là không nên tham gia vào các loại hình cổ phiếu vì hệ số rủi ro quá cao. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Tân Sửu sinh năm 1961 nữ mạng gặp phải. Sao chiếu mạng, sao thủy diệu, vận hạn, toán tận, hạn tam tai, gia chủ không phạm tam tai, hạn hoang ốc, không phạm hoang ốc, kim lâu không rơi vào kim lâu. Về địa chi, Sửu gặp Mão, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp và bình ổn. Xét về mối quan hệ thiên can tân âm kim gặp quý âm thủy nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong năm nay, những gia chủ tuổi Tân Sửu nếu có cơ hội thì nên chủ động, chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 cần chú ý tháng Kỷ Mùi, tháng 6 âm lịch, từ ngày 18 tháng 7 đến 15 tháng 8 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Tân Sửu. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Tân Sửu sinh năm 1961 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Tân Sửu gặp sao thủy diệu chiếu mệnh. Sao thủy diệu hay còn gọi là sao thủy đức tinh quân, trông coi sao thủy, chủ về gặp đại nhân, đi sao có của. Sao thủy diệu là phúc lộc nhưng lại là sao xấu với nữ. Sao chiếu mệnh nữ thì năm đó xấu, dễ gặp nạn liên quan đến sông nước. Những người gặp sao này thì kỵ tháng 4 và tháng 8. Hóa giải: thực hiện cúng dâng sao thủy diệu vào ngày 21 âm lịch hàng tháng. Nếu cúng vào thời điểm đầu năm mới, nên cúng vào 21 tháng 1 âm lịch. Đây chính là ngày sao thủy diệu giáng hạ. Thời gian cúng sao thủy diệu vào khoảng từ 19 giờ đến 21 giờ. Lễ vật bao gồm một bài vị màu đen có đề dòng chữ Bắc Phương Nghiêm Quý Thủy Đức Tinh Quân Vị Tiền, 7 ngọn đèn hoặc là nến, một chiếc mũ đen, hương hoa, trái cây, phẩm oản, nước, chầu cau, muối, gạo, đinh tiền vàng. Đặc biệt là chú ý các lễ vật phải là màu đen, nếu có các vật cũng có màu khác thì có thể sử dụng giấy màu đen để bọc lại rồi mới thực hiện bày trên mâm cúng. Sau khi mâm cúng bày xong, đặt lễ hướng về hướng chính Bắc rồi mới thực hiện làm lễ cúng hoặc áp dụng yếu tố phong thủy để áp chế. Gặp sao này vào ngày 21 âm lịch,
phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khẩu tước. Gia chủ Tân Sửu sinh năm 1961, nữ mạng, năm nay gặp hạn toán tận, chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngộ trúng, có một câu thơ diễn nghĩa về hạn này như sau. Toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ, bỏ mình nhiều khi. Như vậy hạn này rất kỵ với nam giới, thường xảy ra những tai nạn đột ngột, bất khả kháng, cũng rất khó để đề phòng, ứng phó. Đây là một hạn lớn gây ra thiệt hại nặng nề về tiền bạc và tài sản, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gia chủ cần hết sức chú ý. Hóa giải, vốn toán tận là đại hạn chủ về tài sản, tiêu hao tài sản mà không dự tính trước được. Mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất gia chủ không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc ở trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Không những thế còn tránh được tình trạng say sát, nguy hiểm, tính mạng khi bị kẻ xấu giật đồ. Mọi việc trong cuộc sống như tình cảm, gia đình, vợ chồng, các mối quan hệ nên cẩn thận và chú ý hơn. Bởi năm gặp đại hạn toán tận không nhẹ thì nặng, chắc chắn tai nạn bất ngờ kéo đến. Sau đó gia chủ nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Đoạn tử vi Tân Sửu sinh năm 1961, nữ mạng, theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân biên gia đình, gia chủ tuổi Tân Sửu tiêu pha tiền bạc nhiều trong tháng này, cần chú ý những khoản tiền tiêu không cần thiết. Tháng 2, công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán của con cháu không được tốt như mong muốn, có người phá hoại. Tháng 3, đây là tháng trong họ hàng của gia chủ có tin về việc thêm người thêm của. Tháng 4, sức khỏe của gia chủ trong tháng này không được tốt, chủ yếu là các bệnh về xương khớp, máu huyết. Tháng 5, sức khỏe của gia chủ Tân Sửu trong tháng này không tốt. Tháng 6, tháng có nhiều buồn phiền và tâm tư. Tháng 7, trong tháng này gia chủ tuổi Tân Sửu có sự tiêu pha tiền bạc nhiều, ngoài ra nên lưu ý có thể mất mát nhiều tiền bạc của cải. Tháng 8, công việc của con cháu gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Tháng 9, đây là tháng người tuổi Tân Sửu gia chủ đón nhiều tin vui về việc hỷ tín cưới xin trong gia đạo. Tháng 10, trong gia đạo của gia chủ trong tháng 10, mối quan hệ tình cảm của các thành viên không tốt, ngoài ra cẩn thận di chuyển xe cộ. Tháng 11, tháng này gia chủ có những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm với những người xung quanh, anh em bạn bè khó giải quyết. Tháng 12, trong tháng cuối năm gia chủ tuổi Tân Sửu gặp nhiều điều may mắn nên công việc gì cũng được lợi, bên cạnh đó chú ý đến lời ăn tiếng nói. Tổng kết tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, nữ mạng, trong năm 2023 Quý Mão. Về sự nghiệp, ở độ tuổi 62, phần lớn nữ mạng đã nghỉ hưu, được tận hưởng cuộc sống an nhàn, không có nhiều vấn đề cần phải lo lắng. Với những người vẫn tiếp tục sự nghiệp, mọi việc tiến triển bình thường. Với những người vẫn tiếp tục sự nghiệp, mọi việc tiến triển bình ổn, không quá nhiều khó khăn, rắc rối xảy ra. Bản mệnh cần chú ý xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, không nên cậy quyền cậy thế, gây nên xung đột hoặc chèn ép người này, người khác. Bạn cũng nên biết thế nào là đủ để dừng lại đúng lúc, chớ nên quá tham lam, gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc hình tượng đã gây dựng. Về tài chính, người tuổi Tân Sửu trong năm nay nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn thu nhập nâng cao cá nhân cho mình. Ngoài thu nhập giảm mạnh, Tân Sửu sinh năm 1961 cần phải chi tiêu cho rất nhiều thứ trong năm nay. Bạn nên quản lý các vấn đề tiền bạc đúng cách và không cần đầu tư tất cả tiền của bạn vào một dự án duy nhất mà phân tán để giảm thiểu rủi ro. Khi bạn đi ra ngoài, đừng mang theo nhiều vật có giá trị bên mình hoặc bạn có thể bị những kẻ ngoài vòng pháp luật bám đuôi. Về sức khỏe, tử vi tuổi Tân Sửu năm 2023, nữ mạng, về sức khỏe thấy rõ dấu hiệu bất ổn. Vì đã khá lớn tuổi nên bạn cần chú ý nhiều hơn đến các dấu hiệu của cơ thể, nên thăm khám kịp thời để tránh bệnh tình diễn biến xấu. Bên cạnh đó, bản mệnh cần lưu ý khi tham gia giao thông, hạn chế xuất hành xa. Nếu có việc cần phải đi xa, tốt nhất bạn nên rủ người cùng đi để tiện bề giúp đỡ. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Về tình cảm, gia đạo, mối quan hệ gia đình của người này không có nhiều biến động trong năm 2023, dù đôi khi các thành viên trong gia đình vẫn còn có những quan điểm trái ngược với nhau. Tuy nhiên, bản mệnh nên hiểu rằng đó là sự khác biệt giữa các thế hệ, không nên quá buồn phiền và lo nghĩ. Khi bạn phải phiền não, bản mệnh nên trao đổi tâm sự với nửa kia của mình nhiều hơn để được nhẹ lòng, không nên ôm tất cả mọi chuyện về mình rồi thành ra mệt mỏi và kiệt sức.
người độc thân giao lưu được với nhiều bạn khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được với những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Tuy rằng ở tuổi này, gia chủ tình cảm mặn nồng cũng không còn nhiều, nhưng có thêm bạn vui vầy tuổi già cũng là một niềm an ủi. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Tân Sửu, sinh năm 1961 nữ mạng, để vật phẩm mang lại công năng, phong thủy tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi tuổi Tân Sửu trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Tân Sửu, qua đó quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023 hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.